lên gió rồi các bạn. Gió mùa nước hạ lục mà. Đó. Để gió này rất là gió đợt này nữa nghỉ luôn rồi các bạn ơi, rất hết rồi. Vô cái gì trong cái bọc gì trong kìa, cùng dây chai. Đó, có cái lóc. Phải cái lóc không? Gió đằng này nữa về đi làm xí nghiệp mà các bạn ơi, lưới rồi rách hết đó rồi. Kiểu sống cái nghề cá này sống kiểu cũng hết nổi rồi. Ngày nào còn bơi dưới sông thì còn cá. Có cá ăn còn hả? Không có đó cá đó. Cá rùa phi với cá trắng nào mà nó. Thôi vô cái bọc rau luôn, ở bọc rác luôn. Cho bột rác nổ lên đi. Đó, mình bao vô bột rác cũng nổ lên, trâu ra luôn. Rồi thả là cho chụp lại luôn. Ồ, cá nó dính trên lưới thành khô luôn. Gì dính mình nữa à ta? Đang lên gió rồi nghe gì ha, nói chuyện. Sao lưới này ít nhảy à? Dính trên đó gì khô, nhờ bê gửi cho ít khô vô nước ăn à. Mười hai mấy giờ đó. Mới có mấy ký chục ký cá rồi sang thức đâu mà để có nước đá không à. Lắm già mới cho lắm già hai cái rồi mà lập lưới á. Biết cột không em? Không. Không có vô, tôi ở đây sáng giờ mà. Hôm nay được 60 cái lóc chích chọt gì nữa. Không có đi chiều đi đợi nha. Không được mấy cái. Bốn xài à. Má cũng thầy nó dốc rồi. Rô phi. Ồ, cũng còn cá kết ngon ngon kìa. Kết hay cái tràng? À cái tràng chứ. Người rô phi nhiều quá.
Ừ, hai cái trẻ ngon. Có cái lóc ông nông, cái lóc nãy nhảy nhảy đó, đó được con đó. Hai con hả? Có cái lóc chạy gió nè. Lậu quá không kịp. Này mấy này dân lưới dài quá, lậu quá không kịp. Ừ, con nãy bay đó. Con nó mới ngon á. Con nãy bay. Được hai con đầu, hai con 600 gram rồi. Con lát cũng ngon. Đứa nào ngon nhỉ? Phải. Cầu cái mày dính bự. Trắng lưới luôn. Ăn là cái ru phi không? Không, không ấy điện nói nó trước rồi. Tốt nè. Rồi có một cái gì mà bự chạy trong đó hả? Bự bự nhiều lắm mà. Chờ đến nấu hả? Cá nhỏ xíu cũng đúng không? Rô phi không? Rô phi vô cỡ không? Vô cỡ không?
Cả 20.000 ký hả? Còn còn không vô cỡ 5.000. 5.000. 7.000, 7.000 chứ không phải 5. 7.000 rồi. Nói vậy, không vậy anh em ta tiền hà chết rồi. Đâu không chịu bây giờ. Không chịu. Đây mà thấy bay bẹp bẹp vậy là bự. Cái này chưa nhiều đâu, bữa hai mà nước xạ rồi bên trong, nước bên trong lại đó. Trong lại như tới tháng Tết đó. Ừ, là gió. Gió cái kiếm 700 à. Vậy mấy chục ký rô phi. Ở đây chỉ còn cái rô phi nhiều chứ giờ cái lóc hết à. Có cái rô phi kiểu nó muốn, muốn tiêu diệt cái lóc hết. Một tay chân rung kìa, đầu trời. Từ từ không cố tao tay rung dưới dây mẹ. Chục ký không? Hơn à? Vậy ba gió ăn chục ký hả? Vậy ít đó chứ. Cái bự chắc 5 ký à. Có bự không? Có lý nè, có cá tra nữa kìa. Cá tra mới lớn nè, tra phóng xanh. Đó, đừng có cá tra. Cũng phi bự không? Lên tiếp. Con cái trào ở dưới á, chưa xuống á. Không. Lướt. Yeah. Yeah,
cho nó hay. Hai cái đồ phi dính trên đó luôn. Đi trúng luôn. Nó nổ không? Mười mấy ký quá. Mười mấy không? Mười mấy không? Chứ sao thấy bọc kiểu cái gì? Cái gì? Như vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không có tật hả? Con ngồi tận mừng quá. Ru phi. Đường con cá trào cũng ngon nè. Đường con cá trào. Con cá chạch. Còn nhiều có ru phi không? Ru phi bự không?